Alo anh em. Thẻ tăng một sao anh em ơi. Lại là thẻ tăng một sao. Và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Mình vừa đánh một cái trận xong rồi mình có Malok 3 xong rồi. Còn đấy nhá, mình còn thử một thẻ tăng sao, mình chỉ cần chờ một con Voncat thôi. Là trận đấy mình sẽ có Voncat 2, Malok 3. Có sách thánh. Gần như khó thua ấy chứ. Sao Malok 3 bị lỗi ạ? Sao đánh bị lỗi ạ? Thật. Nó buồn. Phát 2. Anh em khỏe cỡ nào? Ôi anh em yếu thế. Ô, anh em yếu thế. Hơi yếu anh em ơi, chúng ta đã chơi luôn nhé, không sợ đâu. Đừng mất lực này lấy Noman. Yếu thế. Tội gì bị mất tí máu anh em. I play right here, you just to love me. Một hai. Floor nhà, nhiều floor nhà. Floor kia hơi nguy hiểm anh em. Sao? Trời ơi, game gì cứ lỗi vậy hoài. Floor này à? Floor này sợ không ta? Ôi giời ơi, đánh gì đây? Chắc bùng nổ à? Cái này như AK sao? Cầm ba âm vàng. Không. Ôi giời ơi, đánh gì đây? Ra cái đồ gì đi? Hãy ra đồ gì đi? No need for the money. Nó thủ à? Làm trận pháo à? Kể ra giờ này mình thấy pháo không phải là quá yếu đâu. Cân nhắc nhé. Nhiều khoa học hết nhỉ? Hoặc là thế này. Chưa có Moren nên mình chưa cho khoa học vào được. Moran khi mình cho được đấy. Hiệp. Bán hai tặng hai bạn này đi nhá nhé. Chú trận này cũng có khả năng là dễ thua này. Trong trận này em hơi tối tăm mặt mũi tí. Ui Van Heo nhiều đam thế. Nhiều đam thế, thương bắt đáy à. Violden này thì bắt luôn đi. Không có gì đâu. Ô, Violden bắn đau thế. Ra gì anh em ấy, con Violden này của mình trông thế mà cũng ra gì đấy. Bắt con Violden lên mà nó bắn được tan nát. Càng nét. Đánh pháo nhỉ, lâu không đánh pháo. Cũng hơi thèm đánh pháo. Nhưng đánh pháo là có sách thánh các thứ. Trông nó uy tín. Cái này đi. Đánh cung à? Đồ này chỉ đánh cung chứ còn đánh gì, pháo khó.
Nó có rồi. Thú bỏ thú luôn, không thể mình thú nữa. Thú nó thi thoảng cứ lỗi lỗi game bực cả mình ấy. Thú nữa. Rác hai phải. Na cờ rốt à, ra na cót sớm à, nhưng mà không có mana thì chỉ đánh hắc ám kiểu gì anh em? Mana đánh hắc ám kiểu gì bây giờ? Cung mình có pháo này, tôm đánh pháo đấy. Gì lắm nhỉ? Chết rồi, ngay đi. Tự săn quỷ. Chắc bán tự săn quỷ đi, tí mua lại sau nhé. Săn quỷ ít người chơi mà. Hết là thời này đã. Ba đồ cho rát luôn không? Rát cái gành. Ai giời ơi, đánh thú chán lắm anh em ơi, anh thú nó có một cái nhược điểm, cái điểm yếu của nó là nó dễ bị đam, nó kiểu nó không, nó khỏe quá nên là Garena không tính toán được đam hay sao ấy, nên là nó sẽ xử thua bạn ấy anh em ơi. Nhược điểm của đánh thú bởi vì nó quá khỏe, Garena nớp bằng cách là không cho chơi nữa. À, lỗi đam rồi. Ra được mana không nhỉ? Tầm này đang ném tướng vào để cầm máu thôi chứ cũng chẳng có gì. Chưa ra bài gì đâu. Vẫn đang chờ một đồ mana đấy vì tại ra Nakot sớm. Tớ trông thấy mà Buster khỏe phết này. Kể ra nhá, mà con Buster này mà không phải là một cái con mà đánh đam kiểu single target ấy, kiểu đam nó mà đam kiểu lan diện rộng ấy, thì con Buster nó cũng là một con khỏe khỏe. Con này đam đam diện bình thường thôi, thì bình thường thôi à, đam diện rộng khỏe, đam diện rộng sẽ rất là khỏe. Rồi hiện tại chắc là cũng đánh ấy thôi, đánh tung một đồ mana này. Ra một cái ngọc đại nữa là mình đánh vào Nakot nhé. Xem ra không nhé. Bên đầu ấy. Bên đầu đây anh em. Bắt sự 100 đúng không? Cho thử cái này một tí đồ nhé. Xem là bên đầu lại chơi được thì vui. Đấy, chắc là mình sẽ cho con Van Heo đi. Violin này đi. Cho Violin chơi nhé. Thường bắt đáy không? Phải bắt đáy nào được. Ok, một phát drone này. Một cái vấn đề nữa là đánh cung nhưng mà bây giờ chưa thấy một con do nào anh em ơi. Mà còn có 8 con do nè, nên là khả năng cung này cũng đi vào lòng đất rồi. Đang dạ xoẹ hắc ám thôi. Có một cái đồ 40 mana kia là cũng khá yên tâm hơn một tí ấy. Beauty phát được. Tị đau ấy mà không chết được ha. Chắc xin ngọc đại anh em. Mày cứ văn quỳ xuống văn lệnh một ngọc đại gì đó. Cút luôn đi. Thằng bắt con thì cút luôn đi. Xa mình. Quý. Tự đó mình. Sáng quỷ có thể cần nhé, nếu mà mình list đúng không? Lo. Đó, biết.
It's only for the money. Chứ bù nồi cho con này được. Ok. Love me. Ôi trời ơi, cái con bốn vàng kia nó vô dụng quá anh em ơi. Ném nó ra góc hay gì thôi. Đứng giữa nó không tanh được tí gì cả. Nhớ nhớt. Đánh quả 6 pháp sư cũng được nhưng mà thường thấy mình có đồ Illu trước mình mới dám đánh. Alice à? Cái này voi nhiều Alice hơn mà. Đấy chẳng này phải đánh Alice đấy. Không đánh voi đâu. Bước này chưa đã nhá. Lấy. Này này. Từ từ nó đang dối quá. 1, 2, 3 trợ thủ này. Bỏ này đi này. Này đi này. Ok chứ. Mình phút luôn. Ra rồi. Tạm thời cầm máu bằng lau nhá anh em nhé. Chúng ta chưa biết cầm máu con gì nên chúng ta cầm máu bằng lau này vậy. Lau này đầu game cũng khá là khỏe. Không sợ thua đâu. Nó mai bỏ được rồi. Đi vào rồi. PC cân nhắc này Minecraft có giữ một con. Cầm máu rồi mà anh em. Đã không đi quá là áp lực ở đây rồi. 62. Từ. Đó không phải lâu 2 đâu. Này cũng cần này được một tí. Sao mình đây không vội đâu. PC crack. Không vội đâu. Thoải mái đi. Chạm chạp một tí được, chuỗi thua 4 được. Thì chắc đã thua rồi chứ. À không, còn Yon bên kia, à không, thua rồi. À thắng ấy, quên. Chưa biết được chế tạo gì của Chanel rồi đâu. Chanel thú à hay Chanel gì nhỉ? Chanel nhà cung à, Chanel cung thì hơi yếu nhỉ. Ok, bây giờ mình cũng không đánh con này này, mình không đánh con này luôn. Đánh con này, đánh con này tạ đã đi. À đây cho PC vào đây. Hai con teo hoặc à, không cần thiết lắm nhỉ. Một con teo để cầm máu thôi. Foreman. Và chúng ta tiếp tục chờ xem chuyện gì xảy ra nhé anh em. Đi này cho teo. Cầm máu còn lau tiếp anh em. Rồng á, mình cần rồng á, bay con rồng nữa nhỉ. 9 con rồng thoải mái. Đồ khá là đấm vào mắt mình á. Thiếu con áo à? Shall I compare thee to a summer's day? Hơi đa một tí anh em ơi, nhưng mà bình tĩnh nhá. Floyd Dam. Sao? Sẽ tìm cách để xử lý vụ này. Mình đập lên con rồng 2 luôn cũng được, 5 con rồng. Such a
hơi yếu đa một tí nhỉ. Khỏe thế, mấy bạn kia khỏe thế, không ai có thương em ơi. Chưa nữa. Đi gắt sấy một phát à em? Một phát thôi em. Ok nhá. Không mong sấy được nhiều hơn một phát anh em. Sấy một phát tốt rồi. Chứ chắc đã thua đâu. Này sấy thêm phát nữa là ngon. 3, 2. Ui. Nhảy chín mạng. Thê này cần con thê này. Chúng ta cần đam rất nhiều nguồn anh em ơi, với cả con thẻ tăng sao này chúng ta phải lắp một con thêm gì đó vào được thì mới ok. Con thêm một con cát gì đấy chịu khá là nan giải và thương đáy hơn không? Thương đáy con cát đấy quả đấy mình chịu ấy, mình không đỡ được quả đấy đâu. Là cót này bay xuống nó cũng không có ý nghĩa nhiều. Đây cho con đi lock tiếp đi. Con này không có ý nghĩa nhiều đâu em ơi, xuống ăn tí đam, lấy tí đam. Rồng bị ăn choáng. Ôi khó rồi. Ta cần thêm đồ anh em ơi, ta cần thêm mấy cái đồ uy tín hơn một tí. Ủa cái này dễ chết lắm. Gần một con cát, gần một con thê gì đó nữa. Em phải tìm một con gì đó luôn anh em ơi. Hand đi lock. Giờ ra đấy, chắc này hơi dơ. Cắt mấy con xem được. Chơi ra hai. Xin anh. Mất hết đi. Chơi một chút bằng thên nhá em, chơi bằng thên ạ. Ra bằng thên mình chơi. Chứ chắc anh thắng đấy chứ. Ok nha. Nhất trông là uy tín hơn cái con thên 1. Chứ thên 1 của đấy là không chơi được đâu. Ừ, như con thên 1 của đấy nó không có có đồ gì để chơi cả. Đồ này không phải đồ cho thế này. Đây, thay được. Khả năng là nếu mà có thêm một cái gì đó nữa, chúng ta ném ngọc đại cho con rồng và ném này cho con thêm đi. Xong này là cho con Omen. Omen luôn đi. Omen chém hồi máu à? Cũng được. Đây. Tanh cho con rồng một tí. Con rồng gần thổi luôn, cần ngọc đại. Chúng trận này đang hơi khó khăn đây, chưa biết làm kiểu gì đây. Trời ơi, trời ạ. À. Đồ nó xấu mà. Cung hai cung ba cung, mong là không sợ cung anh em ơi. Chúng ta có Noman, chúng ta có giáp thống khổ mà, ta không được không sợ đâu nhỉ, ta không sợ đâu nhỉ. Ôi rồi đồ đấm vào mồm tôi rồi bạn ơi, đồ này nó đấm vào mồm tôi rồi. Cắt xuống đáy à, cắt xuống đáy chắc nó hơi lâu rồi nó ấy. Yon này phải xử con Yon này này. Justice reigns supreme. The universe unfolds. Do này chắc mình còn cho con giáp thống khổ này xuống là do này cũng khổ một tí rồi. Mong là nó phải khổ một tí rồi anh em ơi. Căng đấy. Thêm bổ phát nữa cho nó siêu khổ nào anh em ơi. Rồi rất khổ rồi anh em ơi. Thêm bổ. Ôi trời ơi, khổ chưa bạn ơi. Giáp thống khổ đấy bạn.
Ôi dồi ôi, con quét này nó nộ hết. Thế bổ đi em, làm gì con quét này đi. Ôi dồi ôi, nó nộ hai lần rồi. Còn một lần liềm, ôi không còn liềm à. Cấm đặng nó, sai lần rồi. Mà con này điên thế. Quét ma tộc à. Ây da, quả này cũng lạ đấy. Quả quét ma tộc này lạ đấy anh em ơi. Sẽ thánh. Rồ thê nhỉ. Bổ liên tục không? Con sách thánh lắm. Ra con cát không? Quả này ra con cát không? Trả đủ tiền lên anh em mới lên, cũng trả một cái gì. Không được tiền đâu. Thả liều một fan hơn, nhưng mà bây giờ mình phải quyết nhanh. Nhanh đi. Này đi. Khổ cũng con thê. Rồi con này bắn thẳng vào con Sephira này luôn này. Khổ liền, khổ liền. Khổ một tí đi. Thêm bổ, ok, một bổ. Rồng thổi. Ơ sao nó đang bắn vào con khổ khổ này mà. Nó lại sang con khổ thứ hai của mình rồi. Đấy rồi. Thêm bổ. Rồi không chết được con cát này rồi anh em ơi. Ê ê ê, vẫn chết được. Ê đừng. Thắng được, thắng được, thắng được. Ôi dồi, chưa chết anh em. Nhưng mà chúng ta cũng đau tim lắm rồi. Bây giờ chúng ta phải roll luôn và chúng ta tìm một con cát. Đúng không? Ok, tìm con cát nhé. Tìm con cát bây giờ chắc cũng chưa có ý nghĩa gì đâu. Luôn nhá. Đến lúc rồi. Không vội hơn nữa. Sư tạm đấy. Đi. Làm một tí con cát đấy, các bạn ơi. Đi. Đi rồi, thôi đi rồi, đi tôi rồi. Bạn ơi. Bên này sang góc bên này. Bên này sang góc bên này nhé, No Man này vào đây à? Yon sấy đâu? Ô, con này để Yon bên kia rồi, chết rồi. Thế mình được bổ không? Ê, được bổ. Ê, mày qua được bổ anh em ơi. Mày qua. Rồi bây giờ sao giết được cái con crack ma tộc này đây anh em? Có giết không? Ê được nha, giết được nha. Ấy ơi, nó vẫn nổ được. Mày quá nó vẫn chết rồi. Má là dùn quá, trời ơi. Red ma tộc của chúng tôi à. Hai con Yon 3. À, ừ, thẻ đáng sao mà anh em. Mỗi bạn một cái thẻ đáng sao. Trời ghê em kìa. Ờ, vẫn thoái thóp. Ồ, 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 rồi, rồi, rồi. Ờ, chắc mình sẽ bỏ con này đi. Mẹ cho con này vào nhé. Ờ, trong con cát này tí đồ ta. Trong cái thương này trong con cát ta. Cát đồ ta. Bên này cầm ba cái này đi. Con cát này xuống để chết thôi. Chứ mình cũng không trông chờ vào con cát này nhiều. Mà cái này cho con đi rock được. Đó, anh ta trông chờ con đi rock anh em ơi. Được nha, được nha. Vẫn đủ đam nha, vẫn đủ đam được nha. Chết được con này không? Chết được con này là thắng này. Ôi con này khỏe quá. Anh thương. Ây. Chưa chết anh em ơi. Chúng ta vẫn thoi thóp được thở. Tầm này nó mắc ping rồi, chúng ta cần một cái sách thánh thôi. Ừ. Ôi. À không, bạn này thắng mình thế này. Các mình vào bạn kia không vào bạn này. Nghĩ thế này cũng quá cỡ rồi. Cái này không còn gì mong ước hơn nữa. Không xin được gì nữa này. Xin được, không xin được gì nữa. Xin được sách thánh cho con cát. Hết. Thêm một tướng nữa mình thêm con này. Đây mình gặp bạn bé Na này đúng không? Bạn này còn bắt con rồng của mình nữa anh em ơi. Chúng ta phải để con rồng này vào giữa thôi. Đã để thế này thôi. Đến rồng vào giữa rồi mình sẽ tìm cách để mình thổi con Yon này. Đấy, đúng không nhỉ? Ừ, đúng không này, bắt đáy. Đáy sẽ vào đây, sẽ gặp con Thên của mình. Không thích gặp con Thên lắm nhỉ? Mình sẽ đổi rồng bên kia cho con cát gặp nhau. Gặp nhau mình có một con cát, mình có liềm. Thêm một sót tướng nữa, thêm một Lily. Mình có, ôi, mình có đồ cho nắc này. Đã chơi cả nắc luôn đi.
Ê, con rồng thổi được luôn. Cũng ngon. Thôi, nắp cầm hai cái này nhá. Then cầm một cái kia. Đi rắc cầm một cái được không anh? 140, 140, 140, 80 cộng 100. Hai đồ này cho đi rắc thì sao? Cái này cho rồng thì sao? Này thì sao anh em? Và mình gặp bạn này đúng không? Con này là thương đáy đúng không? Yon thổi đây đúng không? Yon thổi đâu không quan trọng anh em ơi. Quan trọng là chúng ta sẽ có quả này sấy vào. Bỏ con cát đi xuống đây là vừa. Đấy, con cát thêm bổ được này, thêm bổ ngược hướng rồi, chết rồi anh em ơi. Ấy trận đấu kết thúc ở đây à? Ấy ui còn một tí máu nhỉ, tiếc nhỉ. Quả đấy mình em đổ thêm bên này không, đổ thêm bên này con cát mình nó không kịp đi ngược lại để nó đối mặt với con cát bên này anh em ơi, tiếc thế. Quả đấy nếm thán đổi ô na cót, có khi na cót nó xuống nữa. Quả đấy đi rắc nó bị sấy ở bên kia mà, bởi mình đổi thương bên này. Một đấy mình cứ để thương thẳng nhá, con cát sang đáy bên kia nhá, con đi rắc nó sẽ sấy thẳng, nó thấy sấy thẳng mặt con Yon luôn. Khi thế ok hơn nữa. Đi rắc thấy thẳng mặt con Yon. Hoặc là Narcot cũng được, Narcot 120, 120 mana xuống đánh thường hai phát, trừ trừ kiểu nếu mà kiểu đen thì mình sẽ con Yon nó sẽ sấy thẳng vào con ấy luôn. Yon nó sẽ thấy mắt thẳng vào con Narcot luôn thì hơi khổ. Vậy anh ơi vậy thôi, mình nên kết thúc video rồi. Mà anh em thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment ở phía dưới góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Thế trận này mình phải làm bố được mấy con cung thủ rồi đấy. Con cát mình không có rách thánh, không dám ra quả đấy. Con cát vẫn chết được nhỉ, con cát của đấy vẫn vẫn chết khá là nhanh. Để con cát ở nhà thên bay xuống đáy đã bổ sang outer nhà cung mà xong để thua nhà này. Con sao anh em ơi, sao thôi nhá, bye bye anh em.